Trong video ngày hôm nay thì các bạn sẽ cùng với mình cùng tìm hiểu về cách upgrade firmware cho thiết bị Cisco router dòng C11114P. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ login console vào thiết bị router. Và để tiến hành upgrade thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một USB kèm với đó là cái firmware mà các bạn dự định muốn upgrade. Thì các bạn tải cái firmware đó vào trong cái USB và cắm cái USB đó vào trong con router. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ login vào router và bắt đầu kiểm tra version và USB trước khi chúng ta tiến hành upgrade. Đầu tiên thì mình sẽ kiểm tra cái version hiện tại của router này. Thì hiện tại router này đang chạy version 16.8.1 ha. Và running đang là iOS XE. Tiếp theo thì chúng ta sẽ kiểm tra USB. USB của mình đang chứa hai firmware, version 17.9 và version 17.12. Bây giờ mình sẽ copy cái firmware 17.9 này vào trong boot flash của router. Mình sẽ tiến hành mình upgrade từ 16.8 lên 17.9 trước. Rồi chúng ta sẽ chọn vào trong boot flash. Rồi mình chọn yes. Ok, vậy thì bây giờ cái tiến trình tải cái firmware từ USB vào trong boot flash này nó đang được diễn ra. Thì các bạn sẽ đợi cho đến khi nào nó thành công. Và chúng ta sẽ tiếp tục cấu hình về phần boot. Rồi, hiện tại thì cái firmware của mình đã được tải xong từ USB vào trong boot flash nè. Thì chúng ta sẽ kiểm tra trong boot flash. Rồi, các bạn thấy là version firmware 17.9 của mình đã có trong boot flash rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cấu hình boot của thiết bị router này. Ok, mình sẽ kiểm tra lệnh boot trước ha. Thì hiện tại cái boot mặc định của router nó đang vào version 16.8. Rồi chúng ta sẽ thực hiện cấu hình lại cái phần boot này bằng cái câu lệnh như sau. Chúng ta sẽ vào boot config và chúng ta sẽ gõ lệnh là boot system boot flash và chúng ta sẽ chọn đến cái firmware mà chúng ta muốn thiết bị này nó boot vào. Thì ở đây mình đang upgrade lên version 17.9 nên là mình sẽ cho thiết bị boot vào cái firmware 17.9 của mình nha. Rồi, các bạn sẽ trỏ vào boot flash và chọn firmware này. Rồi, sau đó chúng ta lưu lại cấu hình đó. Rồi, ok, mình sẽ show run để kiểm tra lại thêm một lần nữa. Rồi, các bạn đã thấy cái câu lệnh boot system vào version 17.9 của mình ở đây. Ok, chúng ta sẽ lưu lại một lần nữa cho thêm chắc chắn. Rồi, chúng ta sẽ khởi động lại thiết bị bằng câu lệnh reload ha. Rồi, chúng ta nhấn Enter để confirm. Rồi, hiện tại thì thiết bị của mình nó đang được khởi động lại ha.
Sau khi khởi động lại thì thiết bị của mình nó đang tìm tới version mới là 17.9 để nó boot vào. Thì ở đây nó gặp một cái trường hợp là nó phát hiện ra cái Ramen version của mình nó vẫn đang là cái version 16. Thì bây giờ nó sẽ yêu cầu cần update cái Ramen này, và thiết bị của mình nó cũng sẽ tự động để nó update cái version của Ramen này lên version 17 luôn ha. Thì chúng ta cũng sẽ đợi thêm vài phút nữa để cái quá trình update Ramen này nó diễn ra. Và sau khi nó thành công thì thiết bị của chúng ta nó sẽ khởi động lại và nó sẽ tìm vào cái version 17.9 để nó boot vào ha. Thì ở đây các bạn đợi thêm một lúc nữa nha.
Rồi, hiện tại thì thiết bị của mình nó đã khởi động lại thành công rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành login lại vào thiết bị và kiểm tra version sau khi mà chúng ta đã tiến hành upgrade. Rồi chúng ta dùng lệnh show version để mà kiểm tra. Thì ở đây các bạn thấy là version của mình nó đã upgrade thành công lên version 17.9 ha. Và running của mình nó cũng được tự động upgrade lên version 17.5 ha. Rồi, vậy thì mình đã upgrade thành công từ version 16.8 lên version 17.9. Rồi, nếu như các bạn muốn upgrade thêm lên các cái version cao hơn đó, thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự những cái quy trình như vậy ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn sẽ làm thành công ha. Mình cảm ơn tất cả các bạn.